Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi xếp đồ cao thủ Hải Gơ. Hiện tại thì đang top 2 tổng kim 337 mạng và 55 NPC, liên chạm khác top 121. Đó. Và nhìn sơ qua thì Khải thấy ông này là nhân loại cái bang anh em, top 1 cái bang nha mọi người. Đây. Top 1 cái bang với một cấp 101. Và anh em cùng xem xét đồ của cao thủ này ra sao nha anh em ơi. Đầu tiên thì thấy cầm cái bóng, Khải nghĩ là cái bang là 100% rồi. Đó, anh em thấy chưa? Lúc đầu Khải đã nghi rồi anh em. Đang sở hữu một cây bóng tốc 30, sát thương 39. So với hiện tại thì Khải thấy rằng cây bóng này là dạng no 1 server nha anh em. No 1 server nha mọi người. 30, 39. Quá chắc. Bóng này mà đập ai chịu nói anh em. Hèn gì hôm nay đánh quá kinh. Đó, quá gần rồi anh em. Một cái bóng top 30, sát thương 39. Cho đến hiện tại bây giờ thì cái bóng này Khải nghĩ là no 1 server rồi. No 1 server rồi. Rồi, tiếp tục. Đang sở hữu gia truyền kháng cả 10, kháng banh 11, sinh lực 75 và dẫn động 20. Và một cái áo 40, kháng banh 9. Gia truyền này cũng khá là đẹp anh em ơi. Và một cái nón kim kháng độc 20, sinh lực 142. Một con tay kháng lôi 14, sinh lực 6 và nội lực 129. Một ngọc bội kháng lôi 13 và một nhẫn làm chậm 40. Một đai lưng làm chậm 40, đặc này đang có mình 80 làm chậm. Và một nhẫn chón 20 kháng hỏa 11 và sinh lực của lực. Và một đôi dây tóc 20 kháng hỏa 20 và thời gian chón 30. Tính sơ qua thì đặc này đã đặt mốc chuẩn là 80 làm chậm. 80 làm chậm từ nhẫn và đai lưng. Và đôi dây thì được cho mình 30 chón và nhẫn được 50 chón. Tổng được là mình 50 chón. Nếu mà đi kèm với nghe mươi thiệt này có thể lên 80 chón nha mọi người. Tại vì thanh âm lên được 30 điểm rồi nha anh em. Thanh âm lên được kháng chón 30 điểm rồi nha anh em. Và lượng 500 mạch này sẽ lên được 101. Nói chung là set đồ này thì đi với cái bóng này thì đánh khó phải bàn rồi nè. Quá chắc luôn nè em ơi. Đó anh em thấy chưa. Nói chung là ông này khá là ok luôn. Top 4 server luôn. Đó anh em. Đó hãy gửi top 4 server luôn. Đó. Top 4 server. Hiện tại thì nhìn sơ qua cái bóng này thì Khải nghĩ nó bèo lắm phải từ 35 đến 40 kim nè. Khoảng tầm gần 3 triệu. Khải nghĩ cái bóng này cũng gần tầm 3 triệu cho đến 4 triệu. 4 triệu hơi cao. Mà Khải nghĩ nó có giá phải ít nhất phải 3 triệu nè. 45 kim trở đi đấy. Bóng này quá đẹp nè. Sao đến hiện tại bây giờ nó là no 1 này. Không có cái bóng nào đẹp hơn nè. Rồi gia chiên này thì Khải nghĩ chắc cũng tầm 10 kim. 10 kim khoảng 700 nghìn. Áo này thì khoảng tầm 1 kim rưỡi. Khoảng 100k. Nón này khoảng 500 xu. Khoảng 30k Việt Nam đồng. Bao tay này thì cũng vài trăm xu. Ngọc bội này cũng vài trăm xu. Nói chung là hai món này không được đẹp cho lắm. Rồi nhẫn này thì làm chậm 40 dòng 2. Thì nhẫn này ở server thì Khải nghĩ chiếc nó hiện tại đang khoảng tầm 7 đến 10 kim. Khoảng 500k đến 700k. Đai lưng này khoảng 1 kim. Là khoảng 70 nghìn. Nhẫn này chón kháng hỏa này nó sinh lực khá đẹp. Nhẫn này Khải nghĩ chiếc ít nhất phải 1 kim. Khoảng 70k. Giày này cũng khá đẹp anh em. 20, 20, 30 sinh lực cao. Giày này Khải nghĩ chắc cũng 2-3 kim. Nói chung là tổng set đồ này thì Khải nghĩ đắt nhất vẫn là cái bóng nè. Đắt nhất vẫn là cái bóng. Đắt nhất là cái bóng. Gửi 20k. Ok, cảm ơn Trần Khánh Banh nha. Cảm ơn Trần Khánh Banh vừa donate Khải 20k nha. Cảm ơn nhiều. Ok. Trần Khánh Banh gửi Momo hả? Hay là ở đâu? Rồi, nói chung thì anh em xem video này đừng quên cho Hải G cũng như là Khải một like chia sẻ cho anh em. Ông này top 2 quá đẹp luôn em ơi. Hôm nay Khải top 5 thôi, 345 mạng, sắp được 1.350 rồi. Mà phút cuối hết máu không mua được nữa. Rồi anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha.